Hello, chào tất cả anh chị em bà con mình nha. Anh Pháp đánh con cáp Tiêu Hòa và hôm nay ảnh giống như là giở vờ đi kiểm tra cái tình hình hoạt động ở gara như thế nào rồi sao. Tự nhiên ảnh lủi lấy tới. Cái mở cửa ra mới thấy là anh Pháp. Ủa sao anh Pháp hôm nay tự nhiên mà bình thường anh đâu có đi con cáp Tiêu Hòa đâu mà sao hôm nay chạy qua đây anh Pháp? Nhưng có cái xe này khách người ta mang tới, người ta gửi bán. Đang chạy kiểm tra nó bị cái gì á. Có cái xe nó còn ngon không á? Nó còn ngon thì đang bán cho bà con. Dạ. Nhưng mà chạy thì thấy nó ok, nhưng mà nó cũng đang hết đăng kiểm. Xe này là bên mình bán cho người ta cách đây cũng khá là lâu rồi. Cũng cả 2 tháng mấy 3 tháng rồi. Nhưng mà này, xe này số tự động. Dạ. Hồi chạy vặn vặn cái gì anh Pháp? Cửa này nó bị ốc nó vặn cái nè. Mấy thằng gara nó lười á. Nó đem nó vặn mấy con ốc nhỏ tí tí vậy nè. Hay đâm ra mình nắm cái cửa mình giật cái là nó bung. Bây giờ mình sẽ cho con ốc lớn hơn, giờ nó cứ ngắt rồi đó. Hả? Đó. Chung là cái ngành nghề ô tô này gặp cái người phải đúng lương tâm, chứ cái người mà không đúng lương tâm người ta làm cái xe mình nó vần mệt lắm, mất thời gian lắm. Nó như con xe anh chị thấy đó, xe mang biển số 66. Xe này mà mua về đi gia đình thì rất là tốt. Ủa, nhớ bữa em quay em bán con này là bán rồi đó anh Pháp. Bán nhưng mà người ta mua nó hao xăng quá. À. Cái xe này anh chị nên nhớ ha, nó dòng này nó rất là hao xăng, nó phải từ 12 lít số tự động này nha. Chứ nhiều anh chị đi mua là gặp những cái bạn mà tư vấn người ta kêu có 10 lít, 90 lít. Anh chị mua rồi về nhiều khi đi hao xăng quá rồi lại bán lại phí ha. Cho nên là Pháp Anh cũng khuyên với anh chị khi mà mua những cái xe Captiva mà nói về chạy dịch vụ thì anh chị không nên mua ha. Anh chị hãy mua những cái con xe mà mới giàu, hoặc những con xe Innova, hoặc là những cái xe mà phân khối nhỏ để mình về mình đi gia đình ha. Ủa anh Pháp, cái dòng này nó có một cái con con cái bảng mà máy dầu nữa. Có cái bảng máy dầu đó nó có hao xăng, ố lộn xin lỗi, nó hao dầu hơn hao nó xăng cũng hơn. Tầm 8 lít tới 10 lít á. Dòng này thì được cái 7 chỗ ngồi. Như chiếc này được cái là bốn cái vỏ nè, bốn cái vỏ nó còn còn mới tinh nè. Bốn cái vỏ này mới tinh ga còn nguyên. Bốn cái vỏ, vỏ trước vỏ sau vỏ nào không hả? Được cái là 7 chỗ ngồi đi thoáng. Được cái nước sơn màu đen. Xe này mà anh chị nào mua về đi gia đình lấy cái màu đen này rất là thích hợp hơn. Bởi những ngồi xe này thì chiếc này thì đầu đít là không có bị đâm đụng hết. Cột kèo đầu đít còn zin nguyên hết. Tí xíu mình sẽ cho anh em đi đăng kiểm luôn. Để anh chị bà con nào ví dụ như là muốn hoặc là thích thì đến xem. Được thì lấy luôn, còn anh chị mở xa mà muốn mua thì báo cho bên mình, bên mình sẽ cho anh em tư vấn luôn. Thì bãi của mình thì phía bên này thì bây giờ là đang chuẩn bị thành lập thêm một cái bãi nữa ha. Bãi này để cho khách hàng gửi những cái con xe bán, ví dụ như khách hàng ví dụ như là đang chạy một con xe mà cái tầm đó và mang ra tiệm salon bán thì hoặc là người ta thu lại cái giá rất là thấp thì anh chị có thể là sẽ mang tới ô tô Pháp Anh. Và cái bãi thứ hai thì nằm ngay trên Võ Văn Kiệt ha, để có thể là sẽ để đây. Anh chị có thể là sẽ review, sẽ có người quay phim cho anh chị ha. Và anh chị sẽ tự bán luôn nha. Đây là cái mẫu Captiva số tự động. Đèn còn mới tinh. Nước sơn còn đẹp, không có một cái chấu chày xước gì hết. Cái này rửa xong là mới tinh luôn. Ở trong em có thấy có con Corona đó. Anh Pháp định bán con đó anh Pháp? Corona đó là xe sơn nguyên con. Lúc mà mua về là ra xe rất là ngon, nhưng mà phải sơn lại nguyên con, mà sơn xong hết rồi. Xe đó bán thì chắc khoảng cỡ 35 triệu vậy đó. Dạ. Yeah. Giấy tờ thì bao tranh chấp thôi. Đây, để em giờ em quay. Em có thể quay sơ cho khách coi. Anh chị mình xem luôn nha. Đợi ráp mấy cái linh kiện vào nữa là xong. Con Corona này Pháp bán với giá là 35 triệu. Để trong đây nó bám bụi quá. Bữa em có hỏi anh Quý là nổ máy được chưa, kêu là để lâu quá cái nó hay hết bình rồi. Hết bình rồi, thay cái bình mới. Máy này thì còn rất là ngon, sạch sẽ, máy không có một tí nhớt luôn. Để nay mai xe này có trợ lực đầy đủ hết. Đây là cái bình dầu này, là bình dầu trợ lực nè. Bình dầu trợ lực của Toyota luôn nè. Rất là bền nè. Toyota họ làm động cơ máy móc rồi phụ tùng mà nó chất lượng đó. Đúng rồi, chất lượng nó bền đó. Nên là cái xe của hãng Toyota là chiếc nào chiếc đấy cũng ngon. Dạ.
Bữa em cũng thử con này okay, rồi. Bình thường. Xi nhan rồi. Xe này được cái chủ người ta lên cái nội thất bằng gỗ hết rồi, option gỗ. Option gỗ luôn. Cái này là gỗ thiệt luôn chứ không phải là giả gì đó. Đây cũng là một cái lựa chọn cho anh chị mình có một con xe. Xe này hôm vừa rồi sơn hết 7 triệu á. Vậy đó hả? Sơn hết nguyên cái xe hết 7 triệu á. Cái xe bán 35 triệu mà sơn hết 7 triệu. 7 triệu gì nữa. Nhưng mà làm nghề mà với một cái tâm mà làm một cái xe phải cho nó chỉnh chu đem ra chợ bán cho anh chị, chứ mà con xe mà thấy nó bèo bọt quá thì về mà hỏi mua xe ở đâu, nó mua xe Pháp Anh mà mua xe đâu, cái xe nó tệ quá thì không được. Hôm nay khách cũng mang xe tới sửa rất là nhiều, làm máy như cái chiếc này làm máy nguyên con này nãy làm máy lạnh. Mới lạnh rồi, vặn cái két nước. Cho anh qua cái nhẹ này. Nhẹ. Cho anh qua cái. Đây là anh Tuấn nha. Mọi người mà có sự cố xe mà nó bị chết máy nằm đường ở đâu rồi, liên hệ với anh Tuấn qua cái số hotline để trên màn hình đó. Anh Tuấn sẽ điều động xe tới hỗ trợ. Nếu mà gần thì Tuấn sẽ hỗ trợ nhanh cho tất cả anh chị bà con mình luôn. Anh Pháp về hả? Anh đi về bên bãi bên kia. Thôi anh Pháp về bển đi. Cho cái chuyến từ thiện bốn mấy gà. Dạ. Về miền Tây á. Chừng nào đi anh? Chắc chiều đi sáng mai là phát. Cũng có thể là sẽ lên một clip bà con sẽ biết và sẽ thấy được cái video từ thiện của mình làm ở chỗ nào. Dạ. Anh Pháp anh xin chào bà con nhé. Dạ thôi anh Pháp về bển nha. Giờ anh Pháp đi về bãi bển này, tí nữa mình về bển sau đó thì ra Duy Thạch Pháp Anh, mấy anh em cộng tác với nhau hợp tác làm thì xe ở đây rất là nhiều. Dịp Tết mà anh chị mình tới để sửa chữa và bảo dưỡng. Thôi clip nó cũng tương đối rồi nha, mình chào. Xin hẹn gặp lại tất cả anh chị em bà con mình ở clip sau nha.